thì con nói con câu ông bà hay nói con câu vết thương thì nó dễ lành chứ sẹo sao mà làm được, nó phải theo mình cả đời vậy đó. Nói mà lăn kim để trị sẹo rỗ thì cái lúc mà mình mới vừa lăn xong giống như cô nói hồi nãy đó, là da đẹp vậy đó, thì cái sẹo rỗ nó cũng sẽ những cảm giác mình nó mới làm xong nó đỏ đỏ cái mình cảm giác nó đầy lên một miếng, nhưng mà sợ đó nó không có đầy nha. Xong rồi tới cái lúc mà khoảng chừng tháng mấy 2 tháng sau ha, là chị thấy cái sẹo nó còn bự hơn lúc trước nữa. Dạ, lăn kim có hai chức năng thôi, nó làm cho da mình nó hấp thụ sản phẩm tốt hơn là một, thứ hai là bị thâm á, thâm do tụ máu lại á. Nếu mà thâm 1 2 nốt vậy thì em xử lý được, nhưng mà thâm cả mặt là sao xử lý, phải lăn kim thôi. Không luôn cô, nám da là cô phải hiểu được cái nguyên tắc trong làm việc của nám da là nó là một cái mà nó bị, nó là cái sắc tố melanin nằm trong da mình á, cái da mình nó đang gặp một cái tác hại bên ngoài á. Cô thấy những cái người bị nám da là những người thì như là thay đổi nội tiết tố đúng không, có bầu rồi đó, cái đó là bắt buộc rồi, cái đó là bị rối loạn rồi, khi nào mình đẻ xong có thể mình điều chỉnh lại từ từ thì nó cái nám nó sẽ mờ mờ lại thôi, chứ khi mà điều trị bên ngoài nó không có hết được. Cái nám da thứ hai là những cái người mà dân nắng á cô ý, mình đi nắng nhiều á thì đi nắng nhiều là cái sắc tố lên melanin nó phải đẩy ra, là nó bảo vệ da mình khỏi bị ung thư, thì khi mà mình lâu ngày quá thì nó tập trung vào cái vùng mà mình bị lộ nhiều nhất á thì nó bị nám. Cái nám đó thì khó như kiểu nó nằm đó luôn rồi, nằm cứng nhắc luôn. Bây giờ mà cô làm càng ngày cô làm tác động càng bóc mỏng nó ra thì mốt nó càng đậm hơn, nó càng đen hơn mà nó xấu hơn nữa đó. Còn cái nám thứ ba là những cái người mà họ xài mỹ phẩm sớm á cô ý, xài mỹ phẩm sớm mình xài kem lột tẩy nhiều sớm quá đó thì cũng là cái nguyên tắc bảo vệ da của melanin thôi, nó lại tiếp tục đẩy lên nó bảo vệ da là lại nám. Cô để ý những người mà xài thuốc cụ nè, xài kem lột tẩy nè thì dễ bị lắm. Đó, 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 Không hiểu sao mà đi mua cái kem trộn nó về nó nhanh trắng nhanh đẹp của cô ý. Anh tên gì vậy? Anh Tâm. Anh Tâm hả? Ghé lấy mụn hả? 1 giờ đi. Dạ 1 giờ được không anh? Mình nói chung là mình điều trị da là mình phải hiểu được cái nguyên tắc làm việc của da thì mình tư vấn khách nó mới chính xác được, chứ đừng có học theo mấy cái vụ mà mấy cái mỹ phẩm này kia cho mình những cái bài học tào lao của tụi nó, trời ơi nghe lời tụi nó cái bán nó giống cái gì sản phẩm này bác để da cái nó đánh bay tan nát gì đâu ra bà nội. Nói chị như là giảm béo cũng vậy á chị Trang, giảm béo thì mình phải điều chỉnh cách ăn uống của mình, tập luyện thể thao đồ cho nó giảm béo, chứ dùng thứ mà tham ăn như em mà chưa giảm béo sao giảm được. Chứ em chị hỏi cho bản thân em biết bản thân mình là thứ tham ăn mà lười biếng, tội không tập luyện thì làm sao mà ốm được, muốn ăn ngon chưa ốm cái đi vô mấy phẩm mỹ viện cho nó lực chích tăng giảm béo gì đó rồi các kiểu rồi đánh tan nổi mụn gì đó, xong có giả mới sợ à. Về nhà ăn như heo ngủ không cũng làm gì hết, làm khi không ốm chưa ốm đâu ra. Em nói thôi mình chấp nhận mình tham ăn mình thích ăn ngon thì thôi mập đi cứng mập đi không sao, không miễn sao khỏe là được rồi.
Không phải nhồi bột mà bột bột để làm cái bột lọc ấy. Thà mập mà được ăn ngon, còn ăn giảm cân không ớm tí nào hết, chưa được ăn ngon đi. Con đâu có ăn đồ như là dầu mỡ nhiều hay là uống nước ngọt hay là trà sữa gì đâu, cái cô Yến là con bự thật. Vậy cái mỗi lần về quê ha, lại bà ngoại nói một câu rồi nè, ơi sao mày ốm dữ vậy, trời ơi được rồi. Bà ngoại mà lúc nào chạy dậy đúng kiểu bà ngoại điển hình luôn á. Bà ngoại em nói nghe dịch đó, nói chuyện điện thoại, trời ơi sao hôm nay mày hốc hác mày ốm quá vậy mày, trời ơi ngoại ơi con lên 5kg rồi ngoại. Cái bà kêu ủa lên 5kg rồi hả con. Tao sợ mày ở trên đó mày dịch mày không có đồ ăn uống này kia mày ốm đi không à. Gặp bà lại về nha, mập thì không sao nghe, về mà thấy ốm, trời ơi đàn bà con gái mà ốm dâm nhất xấu quá đi vậy đó, phải mập mập được vô. Trong khi bà cũng sợ mập sợ chưa. Về là cứ la ốm không, mà ốm đâu cũng thấy mở hình cục cục mà ốm cũng ra. Nói chuyện điện thoại cũng kêu mình ốm. Đây, nói chuyện với bà không dám nói, bà chuyện với bà lâu. Nói chuyện với bà lâu rồi, bà nhớ nó ngồi khóc à. Đập hai đứa con em nè. Gặp một xíu thôi, cho gặp một xíu, chuyện một xíu. Chứ nó lâu quá, ngồi nó đâu nhớ rồi. Nhớ nó ngồi khóc à, ba tuổi à. Mỗi lần mẹ em về quê hả, cái tới nhà mẹ em đi á ha, thì bà đi ra khỏi nhà, bà đi mất tiêu, bà không có ở nhà. Bà sợ ở nhà thấy cảnh con cháu đi, cho bà buồn, bà khóc. Cô nằm chơi luôn, đợi nằm chơi đi. Cô thấy quá nhiều bụng. Cô thấy tóc không? Bé nó thấy giùm cô. Lấy cái sấy thấy giùm cô với thấy. Cái sấy nhỏ nhỏ nằm trong tủ phía dưới này sao á, còn cái sấy lớn thì lên trên chị xài.